Chúng ta học xong cái hôm nay là bài và là bài 10 đấy. Chúng ta đi đi gần hết chương trình rồi đấy. Hôm nay là chúng ta học xong cái chủ đề mới rất là hay. Cái chủ đề này là cái chủ đề mà là khá quan trọng với học sinh tiểu học. Nói chung là trong chương trình dạy Scratch mai khi đi vào trường phổ thông cần tiểu học thì chắc phải học cái phần này. Chúng ta học cái chủ đề là vẽ trong 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 Scratch. Thì ở trong Scratch nó có một cái chức năng nó giúp cho các nhân vật ấy, khi mà di chuyển ấy, con mèo di chuyển thì nó đi đâu nó sẽ vẽ tới đó, nó tạo ra một cái vết, nó đi đâu thì nó vẽ cái đường đi tới đó, như là cái bút ấy. Đấy, thì cái chức năng đó nó là chức năng dùng để là chức năng công cụ vẽ. Thì chúng ta điều khiển nhân vật di chuyển trên màn hình để tạo ra các cái hình ảnh với cái màu sắc khác nhau, thì đó là cái tính năng vẽ. Như vậy là cái tính năng vẽ này nó chỉ áp dụng cho đối với các nhân vật chứ không áp dụng cho sân khấu. Thì nhân vật sẽ như sau. Mỗi nhân vật có cái tâm của nó. Cái tâm của nhân vật sẽ là cái vị trí mà đặt cái bút vẽ ở đó. Khi nhân vật chuyển động như này thì cái vị trí vẽ là vị trí mà tâm của con vật. Ví dụ con mèo này, tâm của nó nằm ở vị trí gần cái miệng này. Chúng ta không biết là tâm nó ở đâu, chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái chức năng costume như thế này. Custom nhé, và ở đây chúng ta thu nhỏ lại, chúng ta thu nhỏ cái hình ảnh lại đấy, và chúng ta làm như này. Chúng ta sẽ dùng cái công cụ chọn này, chúng ta chọn toàn bộ cái hình ảnh của con vật nhé. Đó thì khi đó nó sẽ hiện ra cái dấu cộng ấy ở giữa này, đây này, dấu cộng này, thì dấu cộng này chính là cái vị trí nó gọi là tâm của nhân vật, các bạn chú ý nhé. Như vậy là mỗi nhân vật có một cái tâm của mình, vị trí tâm chính cái vị trí mà đặt cái tọa độ xy ở đây này, đó chính là tâm của nhân vật. Thì khi nhân vật di chuyển ý, mà ở chế độ vẽ thì cái vị trí tâm này chính là cái vị trí mà vẽ, vị trí mà cái bút vẽ nó nằm ở đó. Chúng ta chú ý nhé. Như con mèo ở đây nhé, là khi nó vẽ thì nó vẽ tại cái vị trí này này. Khi mà chúng ta cho con mèo di chuyển nhé, thì nó sẽ vẽ tại cái vị trí cái miệng nó ở đây này, cái miệng ở đây này. Như vậy là khi mà liên quan đến cái chức năng vẽ thì chúng ta phải chú ý một cái điều là gì, là cái tâm của nhân vật nó nằm ở đâu thì đó chính là cái vị trí của đặt bút vẽ ở đó. Được rồi, thế bây giờ muốn vào chức năng vẽ thì chúng ta phải bật cái công cụ vẽ lên. Thì mặc định ở trên màn hình thì chúng ta không có công cụ vẽ đấy, thì ở đây là cái phần mềm nó giấu đi, khi lần mới nó giấu đi, chúng ta phải bấm vào đây để chúng ta sẽ chọn công cụ vẽ. Chúng ta bấm vào đây nhé, thì chúng ta chọn công cụ vẽ, công cụ pen này, công cụ pen đây là công cụ chính là công cụ vẽ. Chúng ta bấm vào đây đấy, thì nó ra. Thì đây chính là cái lệnh mà liên quan đến tính năng vẽ của Scratch, các bạn chú ý nhé. Thì khi mà đặt chức năng vẽ này thì chúng ta sẽ phải lập trình để cho nhân vật nó di chuyển, và nó di chuyển tới đâu thì nó sẽ vẽ tới đó, được chưa? Bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi cho con mèo di chuyển bình thường nhất đây, tôi lập trình tôi cho con mèo di chuyển như thế này, tôi lập trình đây nhé, tôi cho con mèo nó di chuyển với một cái vị trí và với cái hướng bất kỳ nhé. Đây tôi đặt cho nó cái hướng bất kỳ, chọn cái point in direction, và đây tôi chọn là đây là chọn cái hướng đi của mèo nhé, và tôi chọn cho nó một cái hướng là bất kỳ đây, ví dụ bất kỳ là từ 1 cho đến đến 90 độ nhé, chọn cái hướng ngẫu nhiên này. Sau đó chúng ta cho con mà đưa con mèo vào một cái vòng lọc vô hạn này, mèo sẽ di chuyển phía trước là 10 bước này, và góc cạnh thì quay lại đó. Cái này chạy biết rồi, cho chạy thử nhé, thì nó sẽ như thế này. Đấy. Đây là cái tính năng mà đặt lại này. Đấy. Vẽ đúng không nào? Thế như vậy ở chế độ bình thường nhé, khi mà nhân vật chuyển động ấy, thì nó không vẽ gì cả. Bây giờ muốn cho nhân vật vẽ, chúng ta phải đặt chế độ vẽ. Nhưng mà chúng ta làm như sau, như vậy chúng ta dừng lại đây này. Rồi. Bây giờ đây là cái lệnh mà giúp con mèo nó chuyển động. Thì hiện nay là mèo nó chưa vẽ. Bây giờ muốn để mèo vẽ chúng ta làm như nào? Đây, chúng ta phải vào cái nhóm là nhóm pen. Đấy. Thì nhóm pen nó có một cái lệnh, nó có những lệnh sau đây này.
Cái lệnh pen down là cái lệnh là hạ bút xuống, đây là lệnh mà để điều khiển bắt đầu vẽ. À, bắt đầu vẽ được chưa? Đấy. Lệnh pen up là cái lệnh mà là nâng bút lên, là cái lệnh là không vẽ nữa. Đấy. Còn đây là lệnh đặt màu cho, đặt tinh màu cho bút vẽ. Đấy. Tôi đặt tinh màu cho con mèo này vẽ, đặt màu đỏ nhé, tôi bấm vào đây thì màn hình hiện ra một cái màn hình cho ta chọn màu. Tôi nó sơ qua cho các bạn biết ba cái này là cái gì nhé. Thì ở phần cái thông số color phía trên này chính là màu thôi, đây chính là màu chọn, đây chính là màu sắc. Thì đúng ra về 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 thực chất mà nói, ở trên thực tế khi mà đây chính là cái chế độ màu, nó gọi là chế độ là đây là màu này, cái độ, cái dòng thứ hai là cái độ bão hòa này, dòng thứ ba là cái độ sáng này. Thì về thực ra trong lý thuyết về màu sắc ấy, thì cái màu này nó chạy từ 0 đến 255 cơ. Cái này cũng từ 0 đến 0 đến 255, cái này cũng vậy. Nhưng là do đây là chắc là họ nghĩ rằng là đối với học sinh thì không cần thiết phải làm như vậy, cho họ đều cho là từ 0 cho đến 100 thôi. Đấy. Thấy là vậy, màu sắc từ 0 đến 100. Đấy. Nhưng nếu các bạn mà học các cái phần mềm khác ấy, các chương trình khác để các chương trình học vẽ chẳng hạn, các cái phần mềm học vẽ hay phần mềm vẽ đồ họa, thì đây chính là cái chế độ, là chế độ, nó có chế độ là HSL, là chế độ, là cái chế độ màu sắc gồm có ba cái thông số, là thông số màu, thông số độ bão hòa và thông số độ sáng. Thì ba tham số là HSL này nó phải chạy từ 0 đến 255, nhưng mà đây thì nó chỉ chạy 0 đến 100 thôi nhé, anh không sao. À, cái dòng thứ hai chính là độ, là cái độ bão hòa, với vẫn cái màu này, người ta đang ở màu màu này nhé. Thì cái này nó mô tả cái độ bão hòa, cái độ 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 cái để bên trái cùng, tức là nó bằng gần bằng không, nó tăng cái độ bão hòa, tăng cái màu sắc đang có lên, sang bên phải là hết cỡ. Còn cái dòng cuối cùng này là độ sáng tối, thì ở đây càng về về bên trái nó càng tối nó tăng dần lên, và khi đây là sáng nhất. Thì thông thường các bạn đặt chế độ là hai cái dòng sau này, cái saturation này và cái brightness này, đặt chế độ là 100 đi cho nó hết. Còn đây chính là chế độ màu đây. Đấy. Đây chính là màu sắc của nó đây nhá. Đó. Các bạn thấy như nếu bạn ta nhìn kỹ nhá, thì đây đó, cái màu sắc của chính của chúng ta chọn ấy, là nó sẽ hơn dần chạy qua là đủ 7 cái màu sắc cầu vồng đấy. Đây, đây. Đây là màu đỏ nhé. Xong chuyển sang màu màu chuyển sang màu màu cam, sau đó là màu vàng chuyển sang xanh lá cây đấy, xong chuyển sang xanh, chuyển sang lục này, xong xanh lá, xong xanh da trời, đó là xanh lam ấy, sau đó là xanh tím, sau đó sang đến màu hồng, màu đỏ là kết thúc. Nó như nào nhé? Đấy. Bây giờ là màu đỏ tôi để đây, chỉ là màu đỏ nhé. Thì đây màu đỏ này. Đấy. Rồi. Thế bây giờ tôi sẽ cho con mèo làm sao, tôi chỉ làm sao, tôi việc đưa cái pen down này vào đây là xong. Đưa cái pen down vào đây. Như vậy là khi bắt đầu chạy thì nó sẽ đặt chế độ là hạ bút xuống. Thì cái mà đây để chế độ là forever, cho nên là ta chạy thôi. Bấm vào đây nhé, chạy này. Đấy. À, tôi chưa đặt màu. Bình thường là màu màu xanh, nhưng bây giờ tôi đặt màu này nó sẽ đặt sẽ màu đỏ ngay. Đặt vào đây. Vậy là đặt chế độ màu đỏ, chạy lại này. Từ đầu nhé. Đấy, màu đỏ ngay, thấy không nào? Đó. Như vậy là mà nó vẽ khi nó vẽ thì nó vẽ từ tâm của nhân vật nhé. Đấy, từ tâm của nhân vật đó, thì chúng ta chú ý nhé. Như vậy là chúng ta chú ý đây là cái lệnh pen down, lệnh là lệnh hạ bút xuống là bắt đầu vẽ, lệnh pen up là lệnh là nâng bút lên là chế độ dừng chế độ vẽ nhé. Đấy. Còn chế độ set color to là chế độ là cái lệnh mà đặt màu cho cái nét vẽ đó nhé. Ngoài ra chúng ta truy còn một lệnh nữa là lệnh dùng để xóa màn hình, lệnh này lệnh erase all là lệnh là xóa màn hình, không không xóa tất cả những lệnh màn hình. Thì thông thường chúng ta đặt đầu đây, từ đầu đây là xóa tất cả đi đã nhé, bắt đầu từ đầu này nhé. Đấy, mèo bắt đầu di chuyển được chưa, và nó góc cạnh nó sẽ quay lại đấy, và nó để chúng ta để mô cái lệnh là cái lệnh vẽ thôi. Nhưng mà lệnh vẽ là gì, là bản chất nó là cho nhân vật di chuyển và đặt chế độ hạ bút với màu sắc nào đó, thì nhân vật đó sẽ vừa đi vừa vẽ vẽ trên màn hình, và cái việc vẽ đó là vẽ tại cái vị trí tâm của nhân vật nhé. Bài này, bài đầu tiên mình chúng ta sẽ ghi lại bài đầu tiên này, chúng ta sẽ nhớ nhé. Hôm nay là cái bài mà cái bài 10 đúng không, B10 chúng ta lưu lại nhé.
B10 này. Có rồi, không cần để B10 này nhé. Bài 1 là bài mèo mèo đi và vẽ nhé. Đấy. Bài 1 là bài đơn giản như vậy thôi nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài số 2. Nó sẽ phức tạp hơn một chút nhé. Bây bài 2, bây giờ chúng ta muốn vẽ màn hình cụ thể. Bây giờ như sau là bài 2, mình new đi nhé. Đây, bây giờ tôi muốn vẽ hình vuông ở trên này, hình vuông đây, hình vuông ở chỗ này nhé. Bắt đầu vị trí mèo sẽ ở đây và tôi bắt đầu tôi vẽ. Thì làm như sau này, thì vẽ như sau này, mèo nó sẽ di chuyển tới đây này và chúng ta bắt đầu hạ bút và cho mèo hướng về bên phải và mèo di chuyển sang bên phải một cái đoạn nào đó, xong đi lên, xong quay sang bên trái, xong quay bên bên trái đi xuống tới đây thì dừng lại. Đó. Chúng ta làm như sau nhé. Mà đây là cái bài mà cái bài đơn giản là bài mèo vẽ hình vuông. Thì ban đầu chúng ta sẽ cho mèo di chuyển tới vị trí này, tức là trở lại ở đây nhé. Đấy, vị trí lại ở đây nhé. Đấy. Thì đầu tiên tôi đặt cái lệnh như sau đây. Thông thường khi bắt đầu vào chương trình ấy là chúng ta sẽ thông thường khi bài tập vẽ chúng ta không chưa vẽ vội, chúng ta làm như sau. Khi chúng ta bắt đầu điều khiển vẽ chúng ta mới hạ bút xuống. Còn bình thường chúng ta nâng bút lên nhé. Như vậy là bắt đầu vẽ đây, chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ làm lệnh này này, chúng ta sẽ vào pen và đặt chế độ là đầu tiên là chúng ta xóa tất cả cái hình vẽ cũ đi này. Đấy. Sau đó chúng ta nâng bút lên, chúng ta chưa cần vẽ vội, nâng bút lên, bảo đảm rằng là chúng ta mèo chưa vẽ. Rồi, sau đó chúng ta sẽ cho mèo di chuyển tới vị trí này. Chúng ta vào chế độ motion và đặt chế độ là go to. Các bạn thấy nhá. Cái lệnh go to là lệnh di chuyển đấy, lệnh này, cái lệnh này nếu như mà chúng ta đặt chế độ là hạ bút ấy, thì nó sẽ vẽ. Nhưng đây chúng ta đặt là bút, là nâng bút rồi, chứ nó không vẽ nữa nhé. Đây. Và cho mèo đi và quay về hướng bên phải. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ vẽ hình vuông này. Mèo sẽ liên tục di chuyển sang bên sang đi thẳng, xong rẽ trái, đi thẳng rẽ trái, đi thẳng rẽ trái. Như vậy chúng ta cần một cái lặp là 4 lần. Lặp là 4 lần. Đấy, lặp là 4 lần. Và trước khi mà chúng ta lặp ấy, thì chúng ta sẽ hạ bút xuống để bắt đầu cái lặp là bắt đầu vẽ hình vuông đấy. Chúng ta sẽ vào pen và chúng ta sẽ pen down ở đây, hạ bút xuống nhé. Repeat này. Giả sử chúng ta muốn cho mèo vẽ cái hình vuông có độ chiều dài là 100 100 chẳng hạn, 100 bước thì chúng ta cho có lệnh lại là move 100 lần. 100 100. Sau đó là bước thứ hai là chúng ta cho mèo quay bên trái 90 độ và lại đi tiếp 100 nữa, lặp lại như vậy là 4 lần luôn, 4 lần luôn đó, 4 lần luôn. Và khi mà kết thúc cái vòng lặp này thì chúng ta nâng bút lên, chúng ta vào pen và chúng ta dùng lệnh là pen up, pen up, nâng bút lên đó. Anh vậy đây là một lệnh đơn giản nhé, là mèo sẽ bắt đầu vẽ hình vuông từ vị trí này, từ vị trí này và vẽ hình vuông có cái chiều dài là có cạnh là 100 bước đây. Đấy, chúng ta vẽ thử nhé. Bây giờ này vẽ thử ở đây. Rất nhanh. Bây giờ tôi muốn chậm lại làm như tôi chậm lại làm như sau nhé. Đây này, vẽ rồi này. Bây giờ tôi muốn chậm lại thì làm như sau để nhìn thấy được cái mèo vẽ tôi làm như sau. Bây giờ tôi tăng cái này lên 150 cho nó dễ nhé, tăng lên 150. Bây giờ làm như sau, tôi cho một cái lệnh là tôi cho cái lệnh cho nó khi mà nó chạy xong nó dừng lại một tí để chúng ta dễ nhìn quan sát. Đây. Chạy xong là chạy một cạnh, vẽ một cạnh sau đó thì dừng lại 1 giây để chúng ta quan sát. Bắt đầu này, chạy thử nhé. Đấy, lên dừng 1 giây, thấy chưa nào? Cậu thấy là cái đường vẽ của con mèo là nó nằm, nó đi qua đúng cái tâm, vì cái tâm của mèo chính là cái vẽ. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đấy. Thì đây là cái bài số 2. Đấy, các bạn chú ý nhé, khi mà vẽ xong thì thông thường chúng ta phải nâng bút lên. Vì bài này chúng ta muốn sửa một chút cho mèo vẽ cái hình nó đậm hơn thì làm như nào? Đây, thì ở trong cái nhóm pen thì ngoài cái lệnh, đây là lệnh là đặt màu cho bút, còn một lệnh nữa liên quan đến cái độ rộng của bút, lệnh này lệnh là set pen size to. Đấy, mặc định thì cái bút của nó là có cái chiều rộng là một bước thôi, là một pixel nó nhỏ. Nếu tôi muốn cho con mèo này vẽ đậm lên một chút, tôi muốn nó vẽ một cái đường là độ dài là 5, độ rộng của cái đường nét là 5. Tôi để đây, tôi đưa nó vào đây, tôi đưa nó vào cái chỗ này. Sau khi vào pen down nhé, thì đặt chế độ là set pen size 5 thì nó sẽ vẽ một cái đường rộng hơn. Chạy thử các bạn xem này, vẽ đậm đậm hơn chưa? Đấy,
đậm hơn rồi chưa? Đấy. Biểu mẫu cho mèo này vẽ hình màu đỏ. Đường màu đỏ chúng ta bấm vào đây và chọn màu đỏ. Thì bạn nhớ lại nhé là cái nền cái saturation nên để sang bên phải. Cái brightness để sang bên phải hết và cái màu này chọn màu đỏ. Đấy, đỏ trên nào. Rồi chúng ta ok rồi, chúng ta sẽ đưa vào đây. Thì như vậy chúng ta vẽ cái hình vuông là màu đỏ. Nét độ rộng của bút là 5, là 5 bước, là 5 pixel. Chúng ta vẽ lại này. Đấy. Vẽ lại chưa? Đấy. Được chưa? Thế đây là cái bài là vẽ hình vuông, vẽ hình vuông. Nha. Đây chúng ta ghi lại cái bài này là bài số 2. Bài số 2 là vẽ hình vuông nhé. Vẽ hình vuông ngang. Bài này là vẽ hình vuông ngang rồi sao? Vì ban đầu là mèo nó ở vị trí nó nhìn về bên phải 90 độ. Bây giờ tôi muốn vẽ cái hình vuông như sụn chéo này cơ. Thì làm như nào để chéo như này như là hình thoi ấy. Đấy, thì ban đầu chúng ta phải cho mèo nó chích chúc xuống thì nó mới vẽ hình vuông được, thành hình vuông chéo được. Bây giờ làm tôi đi làm các bạn bài số 2 nhé. Thì bây giờ tôi muốn bài này tôi muốn là cho mèo nó vẽ một cái hình thoi, thế thì vẫn là hình vuông, nó phải đứng ở đây này và nó phải nhìn xuống, nó đi xuống chéo cái này đấy. Thì cách làm hết như vậy, chỉ có cái ban đầu nó khác thôi. Thì ban đầu tôi để ở đây nhé, để đây chỉ vị đây là đẹp này đó. Làm lại cho bạn làm lại lệnh đó nhé. Đây thì chúng ta làm lại lệnh đó. Nhưng mà bài này là hình mèo vẽ hình vuông nhưng mà vì nó chéo xuống cho nên là nó chéo xuống cho chúng ta cảm giác nên nó vẽ hình thoi ấy, nhưng nó vẫn là hình vuông nhé. Đây bài này hình như vậy, chỉ khác khác một tí thôi. Rồi chúng ta làm như sau nhé. Ban đầu đây, ban đầu là chúng ta cho mèo nó, chúng ta đặt chế độ là gì, vào pen đặt chế độ là lệnh cho lệnh xóa tất cả lệnh cái hình cũ đi này. Sau đó là pen up lên này, tức là chúng ta không dùng không không vẽ vội này, được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ vào motion và đặt cho mèo nó go to đến vị trí này, tôi đang để vị trí đây này sẽ là vừa phải nhé, để vào giữa đi, để chỗ này y vào giữa cho yên tâm không bị, tôi để y bằng không cho nó hợp lý hơn nhé. Nên cái này nó cứ bị là không gõ được. Y bằng không nó nằm ở chính giữa ngang đấy. Y bằng không này. Còn x thì ta để ví dụ chỉ để đợi xin này lại là -120. Bây giờ đây là hợp lý nhé. Mình chạy thử này. Đấy là đây rồi nhé. Rồi chúng ta sẽ cho mèo không phải nhìn sang bên phải đây mà nhìn xuống đây này, nhìn xuống chéo góc 45 độ. Thì đây chính là 135 độ là đúng đấy, nhìn nhìn như này là một nửa thôi, chỉ một nửa thôi, nhìn xuống đây. Vậy ban đầu là mèo sẽ nhìn như đây nhé. Đấy rồi sau chúng ta sẽ làm cái lệnh là vẽ như sau này. Chúng ta cho cái mèo là hạ bút xuống đây, cho mèo là dùng cái lệnh pen down, xong đặt chế độ cho cái màu của bút, ví dụ đặt chế độ màu là màu đỏ chẳng hạn, ví dụ như vậy nhé. Đó và đặt cái chế độ là cái độ rộng của bút, tôi đặt chế độ là 3 chẳng hạn, không phải 5, 5 hay gì, 3 là đẹp nhé. Rồi sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta vào vẽ cái lệnh hình vuông là nhớ lại là chúng ta vào cái lệnh là đặt cho nó một cái vòng lặp là 4 lần, 4 lần và mèo sẽ luôn di chuyển phía trước, di chuyển phía trước là 150 độ chẳng hạn, 150 bước. Đấy. Sau đó là rẽ trái, quay trái là 90. Đấy. Được chưa? Và kết thúc thì là mà thông thường các bạn chú ý khi kết thúc vẽ chúng ta nên cho là lệnh là pen up, tức là nâng bút lên, nâng bút lên. Thế này mèo nó sẽ vẽ được. Nếu tôi muốn cho nó chậm lại nhìn rõ hơn thì chúng ta đặt chế độ là cho một lệnh là wait chờ để chúng ta nhìn được. Không cần vẽ nhanh thì không cần, còn đây tôi vẽ tôi muốn vẽ chậm thì cho dễ nhìn nhé. Đây. Đấy. Đấy. Thì đó là cái lệnh nhà là cái lệnh vẽ hình vuông. Đấy. Trong cái những lệnh vẽ ấy, thì là đây vẽ nhé. Bây giờ tôi khi lệnh vẽ mà chúng ta muốn nhìn nhân vật vẽ thì thông thường người ta dùng hay hơn này, chúng ta sẽ không dùng con mèo vẽ, chúng ta dùng cái bút. Thì bây giờ các bạn lại đưa vào màn hình cái bút nhé. Đây. Trong máy nó có, trong trình nó có cái bút rất đẹp. Đây là cái bút chì đấy, nó chữ là pen đấy, pp p nằm ở dưới này,
O này, đây, P, pencil chính là đây chính là cái hình cái bút đấy nhé. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng là cái bút vẽ chứ không phải là con mèo vẽ. Bây giờ tôi sẽ con đấy tôi sẽ copy toàn bộ cái này sang cho cái bút nhé. Kéo cái này sang bút này. Rồi và con mèo tôi xóa đi. Cái mèo tôi xóa đi. Đó. Bây giờ cái bút đây. Bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta như vậy áp dụng cái con mèo kia mà chạy thẳng cái bút này thì như nào nhé. Cái hành trình cũ từ mèo chúng ta copy sang cho bút chúng ta chạy thử này. Ở đây này. Ôi. À, vẽ được rồi nhưng mà các bạn thấy không? Tại sao nó lại ở chỗ này? Không, nó không ở đầu này. Đấy. Vì sao? Bởi vì cái tâm bút nó nằm ở giữa đây. Đấy. Khi một cái hình bất cứ một cái hình nào mặc định chúng ta làm nhân vật ấy, thì mặc định là phần mềm sẽ điều khiển cho cái tâm nó nằm ở giữa cái hình đó. Những cái hình bút này chúng ta lại muốn là phải vẽ bằng cái đầu bút mới đẹp cơ. Nhưng mà chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái tâm của bút ra cái đầu thì làm như sau. Thì nó sẽ lệnh túng từ đầu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái custom chúng ta vào cái lệnh là điều khiển cái bút này. Để cho nhỏ lại nó sẽ nhìn nhé. Đây nhé. Để các bạn làm sao các bạn dùng cái công cụ này các bạn đánh dấu bôi đen cả cái bút như này. Đấy. Thì bây giờ các bạn thấy không? Bây giờ là ở giữa đây chính là cái chỗ cái hình chữ chéo hình cái dấu cộng này chính là cái tâm tâm đấy. Bây giờ chúng ta sẽ dịch chuyển cái bút đi sao cho tâm nằm đúng ở đây. Tâm nằm ở vị trí cái đầu bút này chúng ta kéo di chuyển cái này đây khi di chuyển có thấy không là nó có cái hình như này đấy, chúng ta đưa cái đầu bút vào đây đấy. Thì làm như này thì phần mềm sẽ hiểu à cái vị trí đây này vị trí đầu bút chính là vị trí tâm thấy không nào đấy thấy bây giờ đấy bây chúng ta chạy lại nhé đây này rất đẹp luôn đấy. Thấy không nào đấy về đây là cái hình mà chúng ta nhìn rất là rõ là mô phỏng là cái đầu bút chính là cái nơi chúng ta vẽ đấy thì nó rất là đẹp thấy không nào thế nhưng mà đây là bài số 2 nhé bài số 2 là vẽ hình vuông nhưng mà chúng ta sẽ không vẽ hình thoi nhưng mà chúng ta dùng cái bút thì bài số 2 chúng ta sẽ ghi vào đây là bài số 3 nhé bài số 3 là vẽ hình thoi vẽ hình thoi nhưng mà bài số 2 không phải là mèo vẽ mà là cái bút vẽ. Chú ý là các bạn chú ý là trong cái lúc vẽ thì nhân vật chúng ta có thể ẩn hoặc hiện không sao cả, ẩn vẫn được nhé. Bây giờ muốn ẩn là như sau, chúng ta chỉ việc đưa vào chúng ta vào lúc vào cái chúng ta vào cái lệnh là hai, chúng ta để đầu lên đây, đấy. Thì nhân vật sẽ ẩn đi, vẫn vẽ như bình thường. Đấy, thì cái trong rất nhiều trường hợp là chúng ta không cần hiện cái bút vẽ, có nhiều khi là cần. Rất nhiều khi cần nhưng mà nhiều khi chúng ta không không cần đặc biệt những cái hình quan trọng mà đầu bài yêu cầu vẽ hình thôi còn không cần hình hình ảnh của cái nhân vật chúng ta ẩn đi để cho trẻ bây giờ cho giải thưởng như ẩn đi này vậy là bút chúng ta không có chúng ta vẽ như bình thường thấy không nào đó thì bài này là bài bây tôi ghi bài này là bài số 3 nhé và bài tiếp theo nhé là cái bài vẽ hình như bài số 4 nhưng mà vẽ hình thôi với cái điều kiện là ẩn ẩn nhân vật đi thì tất cả những cái bài tập mà vẽ hình mà người ta yêu cầu vẽ thật chính xác ấy hình đẹp ấy hình khó ấy thì thông thường các bạn ẩn đi nhân vật đi thì không cần nhìn nhân vật làm gì cả ẩn đi nhé đó thì với bài này ẩn đi rồi tôi bỏ cả cái lệnh quay đi không cần lại còn không cần được bỏ đi này đấy, chạy thử nhé đấy, vẽ rất nhanh nên vẽ gần tức thời trên màn hình ấy đó. Thì chúng ta muốn cho cái hình vuông mình nó to một tí nhé chúng ta dùng cái lệnh này chúng ta dùng cái chỗ này 150 chúng ta để ở chỗ này là 180 chẳng hạn nó to lên một chút đấy nhưng chúng ta có thể điều khiển vẽ cái hình khác nhau đây là hình vuông này hình đây là hình hình thoi này và chúng ta có thể vẽ hình khác được nhé thì cái bài tập mà vẽ hình đơn giản đó thì là nó có rất nhiều các sách khác nhau các bạn có thể tìm hiểu những cái sách khác nhau đó bản thân tôi có viết một cuốn sách là Python Scratch tự học lập trình Scratch các bạn có thể xem trong đó có rất nhiều bài tập liên quan đến vẽ nhé hiểu chưa như vậy là từ nãy giờ là chúng ta làm quen cái lệnh vẽ nhé mà cho giờ phút này chúng ta vẫn chưa vẽ hình nào chúng ta chưa học sâu hơn về cách vẽ những hình phức tạp cái đó sẽ là sang các buổi sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số các bài tập hay hay đấy nhé. Bài tập hay hay chúng ta làm
trước khi mà chúng ta học sâu hơn về vẽ. Cho học cách vẽ thế là vẽ một đa giác như thế nào, là vẽ hình tròn ra làm sao này đấy, vẽ những cái hình mà nó tổng thể quan hệ giữa hình vuông và hình tròn, vẽ những hình phức tạp hơn thì chúng ta sẽ học sau nhé, buổi sau và buổi sau nữa, học một lát nữa. Còn bây giờ chúng ta dừng ở đây và tôi sẽ cùng các bạn chúng ta làm một số bài tập hay hay nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta làm một cái chương trình, tức là mô phỏng cái màn hình của Scratch như là một cái máy tính bảng để vẽ này. Chúng ta biến cái chương trình Scratch thành một chương trình học tập vẽ. Đó, cái đó là cái rất hay luôn nhé. Bây giờ chúng ta new này, new ngày mới nhé. Và bây giờ tôi sẽ lập trình để biến cái giao diện này Scratch này thành cái màn hình như một cái máy tính bảng, và chúng ta cầm bút để chúng ta vẽ, được chưa nào? Thành một chương trình rất là hay. Bây giờ tôi sẽ xóa con mèo đi và tôi đưa vào màn hình là cái bút đấy. Bây giờ tôi kéo xuống, tôi tìm từ cái bút nhé. Đây, chúng ta tìm cái bút, được chưa? Và bây giờ tôi muốn như sau này, tôi muốn là lập trình là khi tôi dùng chuột tôi kéo thả trên màn hình thì tôi kéo thả tới đâu rồi bút vẽ tới đó, có làm được không? Đấy. Bài tập nhé. Chúng ta biến màn hình của Scratch thành một cái máy tính bảng, và con chuột của chúng ta chính là cái bút đó. Chúng ta dê chuột, động thao tác vẽ là dê chuột tới đâu thì vẽ tới đó, làm được không? Và trên màn hình thì điều kiện là khi chúng ta dê chuột thì cái đầu bút ấy nó phải dính vào con trỏ chuột đó. Rồi, chúng ta lập trình cái đó nhé. Đây là một cái bài tập, một chương trình này ngắn thôi nhưng mà rất là hay. Thế là thành một hình, thành tương tác luôn. Và chương trình này thì học sinh mới thích này. Rồi, thế bây giờ chúng ta lập trình là mấy bước? Bước 1 là chúng ta lập trình là gì? Bây chúng ta sẽ làm sao để chúng ta biến là gì? Là cái đầu bút ấy nó luôn dính vào con trỏ chuột. Dính được không? Nhưng mà trước mắt đầu tiên chúng ta hãy di chuyển, chúng ta hãy biến đổi sao cho cái tâm nó vào đầu bút đã. Chúng ta chọn bút này và chúng ta vào đây và chúng ta làm lại lúc nãy cái bậc chúng ta cho nhỏ đây nhé, và chúng ta dùng cái cụ này chúng ta chọn. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển cái hình này, di chuyển sao cho là cái đầu bút nó là tâm. Chúng ta đặt lại chế độ là đặt tâm của cái bút và đầu bút. Rồi, chúng ta thả ra xong. Nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong thao tác nhất, thứ nhất là chúng ta đặt lại tâm của cái bút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm động tác thứ hai là chúng ta lập trình cho cái bút này sao cho là cái đầu nó luôn dính vào con trỏ. Chúng ta cái con trỏ đi đâu là nó dính vào đấy thì rất đơn giản. Đây, chúng ta làm như sau. Chúng ta vào cái lập trình cho con có cái bút này nhé. Thì lúc nào chúng ta cho một cái vòng lặp forever luôn, forever. Ở trong cái lệnh là motion, nó còn một lệnh rất quan trọng. Cái lệnh sau đây này, có một cái lệnh rất hay, lệnh go to. Nó có một lệnh là go to, chọn có một lệnh go to và mouse pointer. Đấy. Cái lệnh này là cho cái con nhân vật của chúng ta là di chuyển nhanh tới con trỏ chuột. Đó. Bây giờ chúng ta cho nó vào cái vòng lặp forever thì như vậy nó luôn, cái lệnh này nó giúp cho cái bút này nó luôn dính cho con trỏ chuột luôn, dính 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 vĩnh viễn luôn. Chúng ta chạy thử nhé, chạy thử này. Đấy, bây giờ chúng ta di chuyển chuột là bất kỳ di chuyển chuột thế nào thì cái bút này nó cũng dính vào đầu con trỏ chuột, được chưa? Đấy, như vậy chúng ta chú ý đây là cái lệnh rất hay đấy. Cái lệnh này là lệnh mà điều khiển nhất là của chúng ta luôn bám vào con trỏ chuột nhé. Lệnh là go to mouse pointer. Lệnh này nó có lệnh là go to đến một cái vị trí ngẫu nhiên. Nếu có hai nhân vật thì cho phép là go to đến một nhân vật khác thoải mái. Nhưng mà đây có lệnh nữa là những go to đến mouse pointer, tức là go to đến con trỏ chuột đó. Rồi, bây giờ chúng ta đã chạy rồi, như vậy nó sẽ luôn luôn dính vào này. Rồi, bây giờ bước tiếp theo này, chúng ta lập trình như sau này. Chúng ta lập trình sau là bình thường thì đặt chế độ là nhấc bút, nhưng mà khi mà chúng ta mà dê chuột, chúng ta nháy chuột thì là thành như là hạ bút đó. Thì đơn giản lắm, làm như sau. Bây giờ tôi làm như sau đây nhé, vẫn ở đây thôi. Chúng ta làm cái lệnh thứ hai, lệnh thứ hai, một cái nhóm lệnh thứ hai song song lệnh đầu tiên. Đây, lệnh thứ nhất này,
Cái lệnh này là điều khiển là cây bút luôn dính vào đầu con trỏ chuột. Còn những lệnh thứ hai là nhóm lệnh điều khiển khi chúng ta mà nháy chuột thì nó bắt đầu vẽ, thì nó hạ bút, còn nếu không thì nó sẽ là nhấc bút. Đấy, làm như sau nhé. Đây thì mặc định khi mà chúng ta bắt đầu vào pen này, khi chúng ta vào bắt đầu vào thì chúng ta vào cái lệnh là pen up, là nhấc bút lên. Đấy, thấy chưa nào, nhấc bút nhá. Rồi sau đó chúng ta sẽ vào cái lệnh sau đây, chúng ta sẽ vào cái lệnh cũng là vào lệnh forever để điều khiển nhé. Như vậy chỗ này là cái chỗ lại dùng cảm biến đây. Mỗi khi mà cái bút này nó nhận biết rằng là thấy là người dùng là nháy chuột thì nó sẽ nhấc bút, nó sẽ hạ bút. Còn nếu không thì nhấc bút. Rồi, chúng ta làm như sau, chúng ta vào cái lệnh này. Chúng ta vào cái lệnh này. Đây. Lần lại nếu cái gì không là gì, nếu như sau đây. Chúng ta vào cái lệnh sensing là cái lệnh là mouse down. Đây là lệnh là đây là cái cảm biến khi người dùng mà nháy chuột thì cái đèn nó trả lại là true, còn khi người dùng không nháy chuột thì nó trả lại là false. À, như vậy đây là cái lệnh là gì, là cảm biến là nếu cái bút mà nhận được cái thông tin là người dùng nháy chuột thì sao, thì nó sẽ là hạ bút để vẽ, còn nếu không thì nó sẽ nâng bút. Đấy. Đây chính là cái lệnh giúp chúng ta điều khiển là khi chúng ta nháy chuột thì nó hạ bút, không nháy chuột nó là nâng bút, nhưng mà khi chúng ta dê chuột, nháy và dê chuột thì nó hạ bút và nó vẽ, được chưa? Đó, chúng ta để vào đây. Rồi chúng ta chạy cho chạy thử nhé. Đây bình thường không vẽ này, tôi bắt đầu nhấn tôi dê này, bảo nhấn dê này, đấy thì nhấn dê là nó sẽ bắt đầu vẽ nhé. Nó chậm quá, anh tôi phạm mìa nó hơi khó, phóng to nhưng mình làm được nhé. Đây đấy, thông thường là nhiều nhiều cái này, trong một số lệnh vẽ này là khi chúng ta ở chế độ nhỏ nó khó nhìn, chúng ta để chúng ta phóng to rất nhiên. Đấy, thấy không nào, khi mà tôi mà nhấn nhấn và dê chuột thì nó vẽ, chúng ta thả nó ra không vẽ nữa. Đấy, nhấn và dê nó lại vẽ, thấy không nào, nhấn và dê lại vẽ. Đấy, thả ra thì lại không, nhấn và dê thì lại vẽ. Đấy, được chưa? Đấy. Đấy, thì đó là cái mà chúng ta chú ý nhé. Đấy, thấy hay không nào? Như vậy là chúng ta đã làm lập trình như sau. Lập trình là biến cái màn hình của chúng ta thành một cái bảng tính bảng tự động, và trên màn hình có cái con bút chì, và chúng ta sẽ điều khiển cái bút chì đó bằng con chuột của chúng ta, bằng con chuột như sau. Chúng ta di chuyển tới đâu thì con chuột kia, cái bút chì nó sẽ di chuyển theo con chuột, và chúng ta sẽ nhà, khi chúng ta nhấn và dê chuột thì lại vẽ, chúng ta nhả chuột ra thì nó không không vẽ nữa. Thấy con nào hay không? Nhưng đây là công trình rất là hay nhé. Nhưng mà từ đây tôi chỉ biết vẽ thôi chứ tôi xóa được đây, nên tôi chịu lệnh xóa, thì ra lập trình sau nhé. Nhưng mà ý ra đây là cái bài tập đầu tiên rất là hay, là chúng ta học có một lúc thôi mà chúng ta làm nghiên trình như là một trò chơi ấy nhé, một trình có tương tác rất là hay. Thì tôi sẽ ghi lại cái bài này, là chúng ta tạo ra một đây là bài số 5, là cái bài là gì, là tạo tạo cái bảng vẽ trên màn hình, bảng vẽ trên màn hình ở mức độ là đơn giản thôi, chứ có gì là phức tạp cả, được chưa? Đấy. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta thiết kế bài này, chúng ta thiết kế mở rộng hơn một chút nhé. Bây giờ tôi muốn như nào, tôi muốn là làm thế nào để có một cái nút lệnh để khi tôi bấm vào đó thì nó xóa, liệu có làm được không? Hoàn toàn làm được. Chúng ta sẽ vẽ một nút ở góc này nhé, góc bên phải này. Tôi vẽ một nút nhỏ, tôi cứ vẽ vẽ cái nút nhỏ là và cái nút đó nó có ý nghĩa là xóa thôi. Khi tôi nháy vào đó thì nó sẽ là nó có đóng chức năng là xóa. Vì cái bản thân kia, cái nút này nó làm một cái gì? Nó có làm nhân vật, mà nhân vật đã là nhân vật thì có chức năng là xóa, có chức năng là vẽ. Bây giờ làm nhé. Đây, bây giờ làm như sau này. Bây giờ tôi sẽ làm chương trình là không những có nhân vật là pencil là cái bút, mà có nhân vật nữa nó là cái cục tẩy dùng để xóa nhé. Bây giờ tôi sẽ vẽ lấy thôi nhé. Trong màn hình nó có cục tẩy không nhỉ? Sợ không có, tôi tìm qua có
Eraser không có nhé. Tôi phải vẽ lấy. Bây giờ tôi vào tôi vào đây, tôi vào cái đây là cái lệnh mà tạo một cái nhân vật mới nhé. Thì nhắc lại này, đây chú bạn chú ý nhé. Cái lệnh này, cái bấm vào đây hay bấm vào đây là lệnh là tìm kiếm cái hình ảnh có sẵn trong chương trình. Cái lệnh này là cái lệnh mà chúng ta tải một cái hình ảnh trên màn hình, trên 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 đĩa trên máy tính, tải hình ảnh là một cái file bitmap hoặc là file PNG hoặc là cái file dạng JPG, thì nó sẽ được đưa vào màn hình và đóng vai trò như là một hình ảnh làm nhân vật. Còn cái nút này này, đây là nút chúng ta có thể tự vẽ được. Đấy, ta bấm vào đây nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái hình, một cục tẩy đơn giản. Chúng ta sẽ vẽ một cái, chúng ta dùng cái này thôi. Chúng ta dùng cái hình này chúng ta vẽ đấy. Vẽ lệnh hình hình chữ nhật thế này nhé. Đây đây là cái màu ở đây, màu đẹp được sao. Tôi vẽ hình nhỏ như này này, đấy, nhỏ như này thôi đấy. Đây này đấy, được chưa. Thì hình này tôi sẽ đây tôi sẽ đặt tên cho nó, đây đặt tên cho nó là hình này nhé, đặt tên cho nó là tẩy, không phải tẩy mà là xóa. Cục này là cái chức năng là xóa nhé. Cái này là cái bút, là cái xóa. Tôi sẽ đưa cái bút này, đưa cái cục tẩy này về bên bên phải dưới màn hình như thế này, hay là bên này này, bên này nhé, bên này đó. Khi tôi nháy vào đây thì nó sẽ xóa màn hình. Đây là chức năng xóa nhé. Thế lập trình như sau này, bấm vào đây nhé. À, tôi lập trình cho nó này. Đây là cái màn hình lập trình cho cái nút này. Làm rất đơn giản thôi. Đây là cái lệnh mà khi chúng ta nháy chuột vào, chúng ta dùng vào cái lệnh là events, và cái nhóm lệnh là đây, when this price click, khi mà người dùng mà nháy nháy chuột vào đây thì là xóa. Vào đây nhé, tôi chọn chức năng, chọn cái pen và cái lệnh erase on. Đây là cái lệnh là lệnh xóa đây. Tức là nhân vật nào cũng vẽ được, cũng vẽ trên màn hình được, nhân vật nào cũng có thể xóa được. Cái màn hình này coi màn hình dùng chung, nhân vật nào cũng lập trình được, nhân vật nào cũng có thể vẽ và trên và có thể xóa được. Được chưa? Bây giờ làm lại từ đầu nhé. Bây giờ tôi vào đây và tôi đặt cái chế độ là vẽ là xóa từ đầu nhé. Này tôi nó thêm lệnh xóa, tôi để đầu này. Như vậy là khi bắt đầu vào là nó xóa màn hình như này. Cho nó đẹp nhé. Rồi, làm lại từ đầu nhé. Đây. Rồi, tôi bắt đầu vẽ này nhé. Ví dụ tôi vẽ ở đây tôi vẽ hình như này. Đấy. Tôi vẽ con sông ở đây nhé. Ví dụ tôi vẽ con sông ở đây. Đấy. Được chưa? Xong đây tôi vẽ núi này. Núi. Núi. Đấy, vẽ núi. Ở đây tôi vẽ ông mặt trời ở đây nhé. Tôi vẽ chơi. Tôi không phải là họa sĩ. Bạn nào mà bạn trẻ là họa sĩ vẽ rất đẹp luôn đấy nhé. Ở đây là cỏ cỏ. Ví dụ thế nhé. Xong tôi có bấm lên là xóa này. Xóa. Đấy, bấm lên là xóa. Hay không, như vậy là nó biến ta thêm một chức năng là biến cái chỗ này thành thành cái thành cái thành cái nút xóa. Thấy hay không nào? Nhưng mà đây tôi lại viết, tôi lại vẽ này. Đấy, tôi lại vẽ. Được chưa? Đấy, xong đây lại xóa. Cứ như vậy chúng ta là thay đổi những cái trạng thái khác nhau. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm thêm nữa cho nó hay này. Bây giờ tôi không những là tôi tạo thành một cái bảng tính màu thực sự, mà tôi có cái lệnh luôn là lệnh đặt màu luôn được. Cái này còn hay nữa nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái bảng màu thực sự, tức là ba màu thôi. Bây giờ tôi đặt ba cái màu, một là màu đỏ, hai là màu vàng, ba là màu xanh nhé. Ba là màu xanh, xanh trời đấy, tôi xanh nhạt đấy, xanh tím như này này, xanh tím như này này. Đó, ba cái màu cơ bản. Và tôi khi tôi bấm nút vào cái màu cơ bản đó thì chúng ta sẽ đổi cái màu bút luôn nhé. Hãy làm đơn giản như sau nhé. Bây giờ tôi phải vẽ. Bây giờ tôi sẽ phải lại vẽ đây. Tôi bấm vào đây, tôi vẽ và tôi tạo ra ba cái đây, tôi vẽ ba cái hình tròn, ba hình tròn ứng với tôi tạo ra ba nút nhé, một một ba cái nút, một nút là đỏ, một nút là vàng, một nút là xanh nhé. Đây thì nút đầu tiên tôi làm nút nút đỏ trước, tôi chọn một và bấm lên chọn màu, bấm lên chọn màu đỏ đây. À, giống như nãy đã đặt giống nhau. Đây là màu đỏ nhé. Đây. Bây giờ tôi đặt cái màu đỏ như này. Đấy. Khi mà các bạn kéo, các bạn dùng cái các bạn dùng cái giữ phím shift
dưới viết nhá, thì nó sẽ tròn đấy, được chưa? Đấy, như vậy đây là chính là cái tròn, chúng ta có thể đặt lại cho nên không phải đúng, đây đều đúng là tròn đấy nhá. Đó, đây là nó tròn nhất, đỏ nhất, tôi đưa cái này vào đây đấy, để ở đây là thành màu, để đây nhé, để giữ cho đẹp màu. Nhưng cái nút này là nút, này là nút là đặt là màu đỏ nhé, để là đặt màu đỏ. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm hai nhân vật nữa là hai nút, tôi muốn dùng hợp nút này thì phần mềm có chức năng là thậm chí là sao chép nhân vật đấy, nó, các bạn bấm vào đây nhé, các bạn bấm chuột phải và nó ra cái lệnh là duplicate, là nó tạo ra một nhân vật y như vậy, cùng 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 như vậy rất nhanh. Chúng ta bấm vào đây chọn nút thứ hai đấy, nút thứ hai nhé. Lúc này tôi sẽ đặt màu xanh, tôi sẽ bấm vào nút này và tôi chọn ở đây là cái màu là màu màu vàng, màu vàng, bấm vào đây nó sẽ màu vàng nhé. Đây lúc này là nút thứ hai, này là nút vàng nhé, nút vàng đấy. Sau nút thứ ba, nút thứ ba tôi lại bấm chuột phải và chọn cái lệnh là duplicate lần nữa, thì nút ba sẽ là màu xanh, thì tôi nút thứ ba là màu xanh, thì tôi sẽ mà đây tôi chọn cái màu xanh đây nhé, chọn màu xanh, màu xanh như thế này. Đó, bấm vào đây. Đó, như vậy. Từ một nút đỏ tôi copy sang ba giống giống hệt nhau về mặt kích thước, để tôi kéo này xuống đây màu vàng nhé, và đây là màu xanh. Đó. Thì ba màu này tôi sẽ làm, tôi sẽ lập trình để tạo thành thành một cái bảng màu rất đơn giản. Đấy. Thấy con nào bảng màu rất đơn giản đấy. Tức là chúng ta lập trình như vậy, chúng ta lập trình là giống như là cái bộ giống như thế này. Đây là chúng ta như này là bấm vào đây nhé, thì cái lập trình của nó là như thế này, là khi người dùng nháy chuột lên nó tạo ra cái gì, khi này vậy thôi. Nháy chuột lên thì ta đặt màu đỏ, nháy chuột lên đặt màu vàng, nháy đặt màu xanh. Lập trình cho cái này nhé, đây là màu đỏ này. Cho lập trình là chọn một cái sự kiện là chọn lệnh là khi mà người dùng nhấn chuột lên thì làm gì đó, thì chúng ta sẽ vào pen và thiết lập chế độ màu đỏ đấy. Chúng ta có thể trong cái lệnh mà tạo màu ở đây này, chúng ta có một lệnh rất quan trọng là lệnh này là có thể copy cái lệnh màu đúng ở đây thật, đúng màu đây copy đúng, chúng ta chỉ bấm vào đây này rồi và chúng ta đưa sang đây đó, chúng ta đưa vào đây bấm nhấn chuột cái, lập tức là máy sẽ copy cái màu ở đây này vào màu chỗ này sắp hoàn toàn đó, được chưa? Bây giờ chuyển sang cho màu vàng, làm tương tự màu vàng đây, chúng ta đặt vào chỗ này, chúng ta đặt là khi người dùng mà nháy chuột lên thì chúng ta vào pen và đặt chế độ là đổi màu cho bút, chúng ta bấm vào đây và bấm vào đây để chọn màu đó, chúng ta đi sang đây và chọn màu vàng, nháy một cái thì nó copy cái màu vàng này này đúng thành màu vàng này. Cho nên làm tương tự đối với cái màu xanh nhé, chúng ta vào cái chỗ này bằng cái lệnh là đây, một sự kiện là khi người dùng nhấn chuột lên, chúng ta vào lệnh pen và lại nhận đặt chế độ màu cho, đặt chế độ của bút, màu cho bút, chúng ta bấm vào đây và bấm vào đây để copy màu, để chọn màu, chúng ta chọn màu này đó, nhấn chuột xong. Và như các bạn thấy không, như vậy chúng ta đã làm lập trình xong cho ba nút là màu đỏ, vàng, xanh. Nút đỏ là để đặt chế độ bút màu đỏ, nút vàng là đặt chế độ màu vàng, và nút xanh đặt chế độ màu xanh đấy, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta lập trình chạy thử nhé. Đây đây bắt đầu này, đây bây giờ bút đi bình thường nhé, bây giờ chúng ta sẽ nháy chuột để chúng ta vẽ đấy, vẽ. Bây giờ muốn chuyển sang đỏ là chúng ta bấm đây, bấm vào đây rồi chúng ta sẽ vẽ. Sẵn không thấy đỏ nhỉ, màu vàng này không thấy vàng, xanh không thấy xanh, vì sao lại như vậy nhỉ, các bạn có biết vì sao không? Đấy, tôi là nó có nhiều cái lý do. Tôi lý do là lý do như này, lý do là máy nó không nhận được cái nó không nhận được cái click chuột ở ở trên cái này, đây nhé, bấm vàng này nó không không đổi vàng, bấm đỏ không 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 đổi đơn.
Lỗi này là do đấy, do là khi em do là gì, do là kia tại cái nút đỏ này này là nó không nhận biết được cái lệnh này, nó không nhận biết được là cái em khi người tôi tìm hiểu một chút nha, nó cho tôi nhiều nguyên nhân lắm. Bóng cái này để ăn này, à à lỗi như này nhá, xin lỗi tôi nhầm đấy. Thật ra cái lệnh này này, lệnh này là tôi vào nút đỏ, lệnh này là không đúng, lệnh này cũng lệnh này nó chỉ đặt màu đỏ cho cái em, đặt bút đỏ cho cái nhân vật, bút đỏ cho nhân vật này thôi, chứ nó không đặt màu đỏ cho cái bút bút này đó. Bây giờ muốn mà cái lệnh đặt màu đỏ áp dụng cho cái nút này, tôi sẽ phải dùng cái tôi sẽ phải dùng, xin lỗi tôi nhầm đấy, là phải dùng thông điệp để truyền thông điệp đến cho cái bút đỏ, cái bút kia. Khi tôi nháy vào nút đỏ nhé, thì từ bút đỏ nó phải gửi một thông điệp đến cho cái bút, và cái bút đó đặt chữ độ đỏ mà nó mới được. Còn lệnh này, cái lệnh này lệnh không ăn, lệnh này chỉ áp dụng cho cái nhân vật màu đỏ thôi, không áp dụng cho cái nhân vật là cái bút chì. Tôi làm sửa như sau, nhưng mà tôi sẽ xóa đi hết nhé, xóa đi này. Tôi bảo lệnh tôi nhầm đấy, tôi nhầm hoàn toàn thế này nhá. Bây giờ tôi xóa đi này. Rồi chúng ta vào lại cái ô màu đỏ nhé, này kia gọi là cái nhân vật bút đỏ, ô đỏ. Đây, ở đây chúng ta sẽ phải gửi một thông điệp, đúng không? Chúng ta vào event và chúng ta gửi một lệnh, một thông điệp đó. Chúng ta gửi thông điệp cho cái bút chì. Gửi thông điệp là gì? Là gửi thông điệp là màu đỏ. Đấy, nhưng mà bây giờ nó mới đúng này. Thông điệp là màu đỏ, được chưa? Rồi. Bây giờ tiếp theo là chỗ này, vào cái chỗ ô vàng này, ta đây chúng ta phải gửi một thông điệp. Đây, chúng ta gửi thông điệp là màu vàng nhé, đặt một cái message đây, gửi một thông điệp là màu vàng. Bây giờ mới đúng đấy, bây giờ mới đúng hoàn toàn. Rồi, thông điệp là màu vàng đó. Rồi bây giờ sang đến màu màu xanh, chúng ta sẽ gửi một thông điệp là màu xanh. Màu xanh nhé. Đấy, màu xanh. Rồi, thì bây giờ tôi sang cái bút. Bây giờ chỉ bút mới đúng này. Ở đây nhá. Ở đây bây giờ như sau này, tôi sẽ nếu mà nhận thông điệp là đỏ, đấy. Thì bây giờ tôi đặt màu đỏ, tôi vào pen và đặt chế độ là màu đỏ. Bây giờ mới được. Đấy, nhưng mà bấm vào đây nhé. Khi nhận thông điệp là màu đỏ thì bút sẽ đổi sang màu đỏ. Đấy, bây giờ mới được nhé. Ta bấm vào đây. Ta chọn màu là màu đỏ này. Xong. Đây một cái này. À, tiếp theo là khi nhận thông điệp là màu xanh hay là màu vàng. Khi nhận thông điệp là màu vàng. Đó, màu vàng thì là đặt chế độ bút màu vàng vào đây và đặt chế độ bút là màu vàng. Bấm vào đây. Bấm vào đây. Và chọn màu bên này. Rồi. Bây giờ tiếp theo là sang kia. Khi nhận thông điệp là màu xanh, chọn là màu xanh. Đấy. Thì lúc bây giờ chúng ta đặt chế độ bầu cho bút. Đây, bấm vào đây và đặt bấm vào đây. Như vậy là chọn cái màu là màu xanh. Thì bây giờ mới đúng nhé. Như vậy nó phức tạp hơn. Nếu ta làm là không thật chính xác, vì thật là mỗi cái bút nó có hệ, nó có điều khiển riêng mà. Riêng lệnh xóa màn hình thì giống thì là chung cho tất cả. Đã xóa xóa hết tất cả cái màn hình, nhưng mà lệnh đặt màu là riêng cho từng cái bút một, cho từng cái mỗi nhân vật là một cái bút riêng. Thì xong rồi đấy, bây giờ tôi làm thử nhé. Đây bắt đầu này, đây nhé. Bây giờ tôi bấm màu đỏ này, rồi bây giờ tôi sẽ đặt màu đỏ. Thế bạn thấy được thấy đỏ chưa nhé? Bây giờ đặt màu xanh này, đây, chuyển sang màu xanh. Đấy. Đặt màu vàng này, sẽ sang màu vàng. Bây giờ là hoàn toàn chính xác rồi đấy. Thế là chúng ta đã hoàn thành một cái chương trình rất là hay, là bạn có hiểu chưa, là biến màn hình thành một cái bảng vẽ hoàn chỉnh, vẽ hoàn chỉnh. Bây giờ tôi ghi lại nhé, đây là bài 6 này,
bảng vẽ màu hoàn chỉnh nhé, hoàn chỉnh. Chú ý chữ bài như này chúng ta phải phóng to lên cho ta nhìn mới rõ, còn không là nhìn không rõ, thấy chưa? Như vậy qua thấy là chỉ học một chút thôi, thấy cho ta có thể vẽ được cái làm ra chương trình rất là hay, rất là đa dạng. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ điều khiển thay nữa này. Bài này tôi muốn là như này, mặc định bình thường là bút chúng ta là làm nó nét nhỏ này. Bây giờ tôi muốn làm sao, tôi muốn làm thế nào mà tôi có thể là cho cái bút này nó phóng to phóng nhỏ được không? Đấy, phải làm như vậy được không? Chúng ta kiểm tra xem trong cái lệnh của màu sắc nó có lệnh nó không. Đây này, nó có cái lệnh là set pen size, nó có lệnh là change pen size, à, lệnh này rất hay này. Lệnh này là cho phép là làm là tăng cái độ rộng của bút ấy, lên là một hay là giảm đi một. Đó. Thì bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Chúng ta sẽ làm cái lệnh để làm sao cho phép là người dùng có thể là điều khiển, ví dụ là dùng cái mũi tên phải trái chẳng hạn. Ví dụ mũi tên phải thì tăng cái độ rộng của bút lên, mũi tên trái là giảm độ rộng đi. Chúng ta có làm được không? Làm được. Nhưng bây giờ chúng ta làm thêm một chức năng nữa mà muốn cho chức năng này hay, chúng ta làm như sau. Chúng ta thậm chí chúng ta điều khiển được cái việc là thay đổi độ rộng của bút trên màn hình được, đồng thời với việc là điều khiển bằng bằng cái bằng bằng cái phím, thấy chưa? Để tôi làm theo như sau nhé. Bây giờ như sau này để cho hay nữa này, tôi làm như sau. Bây giờ tôi sẽ tạo một cái biến này để dùng để tạo ra cái biến của chúng ta là dùng để đặt ra cái chế độ đặt để đặt chế độ rộng của bút, là cái nét bút đấy nhé. Chúng ta tạo một cái biến có tên là width đi, tiếng Anh cho nó hay nhé. Width, width là cái độ rộng của bút, được chưa? Thậm chí chúng ta cho phép là có thể thay đổi được trên màn hình cái này, cái gì nhỉ, cái biến ở đây này nó có ba chế độ hiện. Một chế độ là đây là bình thường, là nhìn quan sát với chế độ là bình thường. Chế độ thứ hai là chế độ là nhìn to, là chế độ nhìn to quan sát chữ to hơn đây. Còn chế độ thứ ba là chế độ là slider, slider là cái chế độ cho phép chúng ta không những là quan sát mà có thể điều chỉnh ở trên màn hình, rất hay. Chúng ta bấm vào đây đi, đó thì nó tạo ra một cái chúng ta có thể điều chỉnh cái nút này trên màn hình, được chưa? Đó. Đấy, rất hay luôn đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái này xuống phía dưới này để ở đây và biến nó thành cái chỗ chúng ta có thể điều khiển cái độ rộng của bút được nhé. Nhưng mà tôi sẽ điều chỉnh lại cái phạm vi điều chỉnh bút được, điều chỉnh cái biến width ấy là như sau này. Đây tôi bấm chuột phải lên đây và nó có cái lệnh rất hay, lệnh là change slider range, là cái lệnh cho phép chúng ta là thay đổi, đặt lại các cái hạn chế, đặt lại cái hạn chế của cái giá trị là min và max của cái width. Thì chúng ta không muốn cái bút để phóng to lên quá nhìn xấu lắm, chúng ta sẽ để bấm vào đây và chúng ta cho phép lựa chọn chế độ là min và max. Min tôi sẽ để là 1, là chế độ là nhỏ nhất, còn max tôi sẽ để chế độ là 10 thôi. Độ rộng bút là 10 là rất lớn rồi, nhưng mà tôi sẽ để phạm vi cái bút là chúng ta là cho phép cái người dùng là có thể thay đổi và điều chỉnh nó là chế độ là 1 và 10 thôi nhé. Tôi bấm vào đây đấy, và bây giờ các bạn thấy là bây giờ chúng ta có thể ở đây là chỉ có là 10 thế này đấy. Được chưa? Đấy, thì tôi thử làm nhé. Bây giờ nhưng mà tôi muốn bây giờ là như sau này, tôi muốn là khi chúng ta thay đổi cái độ rộng của bút này thì cái nét bút này cũng phải thay đổi theo. Làm thế nào? Đây, chúng ta làm như sau. Bây giờ chúng ta vào như sau, và cái bút đây chúng ta sẽ đặt một chế độ thêm một lệnh nữa vào đây, chúng ta sẽ thêm một lệnh nữa vào đây nhé. Đấy, ở chỗ này, và chúng ta cho thêm một cái vòng lặp forever nữa cho nó yên tâm, cho nó là đây forever. Thì chúng ta đặt là chúng ta luôn luôn đặt cái chế độ gì, đặt cái chế độ là chúng ta set cái pen size, set cái độ rộng của bút luôn luôn
bằng cái giá trị là width này. Đó. Đấy. Thì lệnh này là bảo đảm như sau. Khi chúng ta thay đổi cái độ rộng của width này ở đây nhé, lập tức cái này cũng thay đổi theo vì nó luôn thực hiện mà. Sau đó khi chúng ta mà thay đổi cái ở đây thì giá trị ở đây thì cái bút này cũng thay đổi theo. Nhưng mà chúng ta có thêm một chức năng nữa là chức năng là thay đổi độ rộng của cái bút vẽ. Chúng ta tùy cơ ứng biến. Và bây giờ chúng ta sẽ làm chương trình hoàn chỉnh. Bây giờ lại từ đầu nhé. Bây giờ chúng ta chạy lại này. Đấy. Bắt đầu nhé. Bây giờ bắt đầu tôi cho cái bút này là một thôi nhé. Thì đó chúng ta vẽ tập màu xanh chẳng hạn, chúng ta vẽ cái sông chẳng hạn, sông ở đây nhé. Đấy. Ví dụ thế nhé. Đấy. Được chưa? Bây giờ tôi muốn vẽ cái đám mây ở trên này nhé. Đám mây tôi muốn to, tôi bấm lên tôi chọn to một chút đấy, tôi vẽ một đám mây ở trên này. Đấy, thấy bạn thấy nó to chưa? Đấy. Đấy. Đám mây nhé. Bây giờ tôi chọn cái màu đỏ. Tôi cho nó to nữa, tôi vẽ cái mặt trời ở đây. Đấy. Vẽ mặt trời ở đây nhé. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy. Bây giờ tôi chọn màu vàng và tôi cho nó nhỏ lại một chút ở đây và tôi bắt đầu vẽ cái tia vàng như thế này, này. Tia vàng. Được chưa? Xong tôi lại quay lại màu xanh và tôi vẽ cái hàng cây ở dưới này, ví dụ như vậy. Hay hay ở đấy. Đây là núi, núi núi từ xa này, ví dụ như vậy. Đấy, như vậy. Như vậy chúng ta đã tạo ra một cái chương trình bây giờ là hoàn chỉnh rồi đấy. Là có nút xóa này, có nút là đặt màu này, cái bảng màu này chúng ta có thể học tập có thể thêm màu được. Đây chúng ta đặt ba màu, có thể đặt các bạn có đặt thêm màu tùy ý nhé. Rồi chúng ta đặt chế độ đặt tự động của bút thoải mái. Nhưng mà đây là một chương trình rất là hoàn chỉnh rồi đấy, hoàn chỉnh và ngay từ bài đầu tiên học chúng ta đã có ngay cái chương trình như vậy. Thì tôi sẽ ghi cái này lại nhé. Cái bài này về nhà các bạn có thể mở rộng ra thành những cái để biến thành một chương trình hoàn chỉnh hơn mà chúng ta có thể tạo ra các hình vẽ của mình. Và cái bài này là nhà trường chúng ta có thể làm các bạn lập trình và cho học sinh thi nhau vẽ, lớp mình thi vẽ sau 15 phút các bạn lập trình rồi thì các bạn tự vẽ hình thật đẹp và cô giáo sẽ là giáo viên sẽ chấm điểm bạn nào vẽ đẹp nhất nhé. Vậy chúng ta đây là một chương trình tập vẽ hoàn chỉnh, tôi ghi vào đây chỉ số 7 là cái đó là chương trình vẽ hoàn chỉnh, tập vẽ hoàn chỉnh như là một cái phần mềm đơn giản được chưa? Thế hay không nào, thấy rất đơn giản nhé. Chúng ta có thể tăng tăng cái màu lên. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái em chúng ta sang phần vẽ này có thể điều chỉnh hơn được gì không nhé. Bây giờ tôi thêm chức năng này. Bây giờ tôi thêm chức năng nhé, tôi thêm chức năng như sau. Đặt chế độ quyết đi rồi. Chế độ quyết ở đây thì là hay rồi. Nhưng mà nó có một nhược điểm là gì? Nó có một nhược điểm là chúng ta sẽ nhược điểm là gì? Là nó tốn màn hình, chúng ta phải mất thêm cái dòng này nữa, hơi hơi tốn vì tôi không muốn dùng quyết này. Nhưng mà tôi vẫn điều khiển được. Mà tôi dùng bàn phím để chuyển được là tôi làm được không? Làm được. Là như sau, nhưng để tôi dùng cái phím phải phím trái đi. Phím phải là tăng cái chiều rộng của width lên, phím trái là giảm chiều rộng của width đi, nhưng mà vẫn bảo đảm là cái width đó nó phải là cái width đó là cái giá trị width đó nó phải nằm trong khoảng từ từ 1 đến đến 10. Làm được không? Làm được. Tôi sửa như sau nhé. Đây. Bây giờ tôi ẩn cái width này đi. Ẩn đi. Đó. Được chưa? À, thì chúng ta làm sao chúng ta ban đầu khi mà chúng ta mà bắt đầu chương trình chúng ta đặt cái giá trị width là đặt mục định của nó là một, tôi đặt đây là đặt cái width này là một giá trị ban đầu mặc định được chưa, tôi để lên trên này đấy là một và sẽ luôn đặt cái là ở đây vẫn là chế độ này, đặt chế độ là đặt cái chế độ là luôn đặt cái bút cái độ rộng của bút ấy là chiều rộng là độ là cái giá trị là cái biến width này. Và bây giờ tôi bắt đầu lập trình điều khiển nhé. À, cái sự kiện mà tăng giảm
dùng phím phải phím trái, tôi vào cái event và tôi chọn cái lệnh là đây, when space is, khi bấm phím đấy. Tôi chọn cái phím là phím left là phím trái, và ở đây chọn phím phải, chọn cái phím là right arrow. Như vậy là cái right arrow là cái phím mà phím phải, đây là phím trái đấy. Thì tôi muốn gì, khi người dùng bấm phím trái thì tôi giảm cái width đi, người dùng bấm vào phím phải tôi tăng width lên, và khi tôi tăng giảm width thì do cái chỗ này cho nên là cái bút vẽ của cái bút vẽ nó sẽ tăng giảm. Nhưng mà chú ý là giảm mấy thì giảm, chỉ giảm đến đến một là hết, tăng đến mấy thì tăng, tăng đến 10 là hết. Làm như sau nhé. Như vậy với cái lệnh là when left, when left arrow bấm thì tôi sẽ giảm width đi, nhưng phải kiểm tra nếu mà width bằng một thì không giảm nữa. Làm như sau, tôi sẽ vào cái lệnh là khi mà người dùng nháy vào đây tôi dọn cái lệnh là if đó, nếu mà độ rộng này mà lớn một thì tôi mới giảm đi. Đấy. Như sau này if này, if tôi vào cái lệnh này, tôi vào cái lệnh là kiểm tra cái lớn hơn, nếu như mà cái width ấy, là cái biến width ấy, nếu như cái biến width này mà lớn hơn một thì tôi sẽ giảm đi, bằng một tôi không giảm nữa. Vậy nếu width lớn một thì tôi dùng lệnh là change, lệnh là thay đổi, trên cái width này là đi là trừ một. Đấy, nhưng mà đây là cái lệnh là gì, là bấm vào left arrow thì nó giảm width đi, nhưng mà giảm đến một thì dừng lại, vì nó đều có lệnh kiểm tra nếu width mà lớn một thì mới giảm, còn không lớn một bằng một thì thôi tôi dừng lại. Bên này làm tương tự nhé, tương tự này là nếu khi bấm phím phải thì nó sẽ tăng tăng width mà tăng đến maximum là 10 thôi thì như thế nào. Đây thì là nếu như mà cái giá trị width mà nhỏ hơn 10 thì tôi mới tăng. Đây tôi lại nhỏ hơn nhé, vào cái lệnh này chọn cái width này này, nếu width này mà nhỏ hơn 10 thì tôi mới tăng. Đấy, tôi vào cái lệnh là change để chọn cái change thì change width nhé bài 1, như vậy là tăng lên một đơn vị. Đấy, như vậy là tôi bây giờ cái bài này là bài tôi không dùng cái width ở trên màn hình nữa, nó làm thế nó hơi tốn vị trí mà không đẹp. Bây giờ làm này, tôi tăng bằng phím rất là nhanh nhé. Rồi mình chạy thử cho bạn xem, một là một phương án thứ hai cũng hoàn chỉnh đây nhé. Thì tôi di chuyển này, tôi có thể vừa di chuyển vừa tăng này, bạn thấy chẳng cũng tăng này. Đấy, tôi vừa bấm nó tăng rồi đấy, tôi giảm này, giảm nhé. Đấy, tự động giảm đi. Thấy không nào, vào màu đỏ này, di chuyển màu đỏ nhé, tăng này, giảm này, tôi vừa di chuyển tôi vừa tăng giảm được, tăng này, tăng mấy tăng nó chỉ tăng đến 10 là hết rồi, không tăng được nữa. Đấy. Thấy không nào, mà chúng ta có thể vẽ đây cái hình mà nó phức tạp hơn, đa dạng hơn, nó có thể dịch, hình di chuyển nó vừa to vừa nhỏ được thoải mái. Thì đây là một cách, đây là một cái chương trình cũng rất là hay, không cần có cái nút điều khiển width nữa nhé. Thì tôi lại thoát ra, tôi lại ghi lại cái bài này. Đây là một dạng khác của bài lúc nãy, nhưng mà nó ở dạng đây là bài số 8. Cũng là chương trình hoàn chỉnh nhé. Chương trình vẽ hoàn chỉnh. Chương trình vẽ hoàn chỉnh. Đây là chương trình số 2. Cái số 7 là cái số 1. Đây là cái số 2. Được chưa? Được rồi. Như vậy là tôi vừa mới xong cái phần này, nhưng bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Là bắt đầu chúng ta bắt đầu học những cái lệnh cụ thể hơn, là để vẽ những cái hình cụ thể hơn nhé. Thì thật ra hầu hết tất cả các bài toán mà vẽ hình ấy, mà trong các cuộc thi, trong cuộc thi mà cho học sinh vẽ, phần lớn là những cái bài là những hình vẽ mà mang tính toán học. Học sinh sẽ phải tư duy một chút mới vẽ được, chứ không phải là vẽ được ngay đâu. Phải tư duy mà phải học được cách một số cách vẽ một số hình cơ bản. Ví dụ các vẽ hình tam giác này, hình tam giác đều này, hình tam giác này, hình này đa giác đều này, hình tròn, một số hình là đơn giản đó, sao chúng ta sẽ vẽ được. Thì để khi mà thì tất cả những kiến thức toán học đó là nó cũng khó nhưng nó không dễ, cho nên với học sinh tiểu học không phải bạn nào cũng vẽ được, mà thậm chí có rất nhiều bài mà vẽ hình như là kiến thức toán của học sinh tiểu học là chưa đủ để làm những bài đó. Như vậy hình vẽ hình elip chẳng hạn là rất là khó vẽ luôn, vẽ hình muốn vẽ cái hình của đất quay quanh mặt trời chẳng hạn,
thì nó là quả đất quay quanh không phải hình tròn mà hình elip, thì mô tả hình elip là vẽ hình elip là rất khó. Là những cái bài tập mà vẽ hình vẽ cái lá chẳng hạn, vẽ cái lá là nó rất là khó, nhưng mà hình đơn giản thì vẽ hình tròn hình vuông thì dễ rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau học một số cái cách chúng ta cái công thức mà các bài tập để mà chúng ta vẽ một số hình đơn giản. Rồi chúng ta bắt đầu này. Khi mà chúng ta học những cái bài mà dùng để vẽ hình đơn giản ấy thì thông thường ấy là chúng ta cho nhân vật ẩn đi, không cần nhân vật nữa, ẩn đi. Thì mà cái khi chấm bài họ chỉ chấm bài cái hình vẽ, họ không chấm cái nhân vật nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lưu một cái trình mà chúng ta sẽ học cùng nhau vẽ một số những cái hình tập vẽ cái hình đơn giản nhé. Đây, rồi. Rồi mèo vẽ cũng được nhưng mà tôi cho mèo ẩn đi nhé. Rồi bây giờ như này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau này, chúng ta sẽ vẽ mà bắt đầu từ vị trí này nhé. Và bắt đầu đây và chúng ta sẽ vẽ cái hình vuông với hình vuông với cạnh bằng số đó. Thậm chí tôi sẽ cho phép là vẽ cái hình vuông với cạnh là một cái số cụ thể cho trước nhé. Rồi thì mình làm như sau này, cái bài này làm rồi thì mình cho nhớ lại thôi. Bây giờ để tôi cho chúng ta sẽ học cái đó mà cho tổng quát lên. Đầu tiên là vẽ hình vuông trước nhé. Đây chúng ta nhớ lại này, cái bài là vẽ hình vuông này. Thì đầu tiên này, đầu tiên tôi sẽ vào cái lệnh là tôi cho phép là tôi xóa hình cũ đi này nhé. Được rồi này, sau đó là tôi sẽ pen up lên này. Đấy. Tôi cho mèo đến vị trí bất kỳ ở đây nhé. Đó, bất kỳ vị trí ở đây nhé, và cho mèo nó sẽ nhìn sang bên phải nhé, là ở chế độ làm bắt đầu vẽ này. Được rồi thì bắt đầu vẽ như sau này. Khi bắt đầu vẽ chúng ta đặt chế độ là gì, đặt chế độ là hạ bút. Hạ bút đây, chế độ là hạ bút đây nhé. Chúng ta vào cái nhóm pen và hạ bút này, và tới đây thì bắt đầu vẽ. Được rồi, và khi vẽ chúng ta làm như sau, mèo sẽ di chuyển về phía trước và quay trái, là như vậy là 4 lần. Chúng ta dùng cái lệnh này, chúng ta dùng cái repeat 4 lần, 4 lần. Rồi sau đó chúng ta cho mèo di chuyển về phía trước, ví dụ như là 100 bước này, 100 bước nhé. Rồi sau đó là gọi là quay trái 90 độ, quay trái 90 độ đấy. Chuyển vẽ xong rồi chúng ta cho mèo tạo ra, chúng ta cho nó pen up lên cho nó không biết. Đây là cái lệnh mà thật ra có đoạn này thì có đoạn này thôi, đoạn này là vẽ hình thực sự này, chúng ta vẽ thường nhé. Đấy. Vẽ hình đúng như vậy. Bây giờ tôi ẩn đi, tôi cho cái lệnh ẩn đi cho nó khỏi phải nhìn thấy nó nữa nhé, để nó có quan sát được dễ hơn. Ẩn đi này. Đó. Nhưng mà đây là cái lệnh là cho mèo vẽ cái hình 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 vuông, được chưa? Với trục cái cạnh của nó là 100, được chưa? Thế bây giờ tôi sửa đi một chút, tấm hình tam giác làm thế nào? Hình vẽ hình tam giác đều, tam giác đều thì như sau. Bây giờ tôi cách của chúng ta nhớ là đi chuyển về phía trước vẽ và quay trái. Bây giờ tôi quay lại hình này, tôi phân tích nhé. Ở đây tôi phân tích các bạn một chút nhé. Ban nãy khi mà chúng ta vẽ hình vuông thì như sau. Khi chúng ta vẽ hình vuông là như thế này, chúng ta cho mèo bắt đầu từ vị trí này nhé và đi về phía trước, đi về phía trước nhé. Sau tới vị trí này, đây đây cái độ dài gọi là độ dài là D đây, và mèo sẽ quay bên trái là 90 độ. Và cứ như vậy là đi đây lại lại quay trái 90 độ, và như vậy lặp lại như vậy là 4 lần. Như vậy là cái lệnh mà vẽ hình vuông là như sau nhé, vẽ hình vuông. Bản chất của nó là như thế này. Là ví dụ đây là D nhé. Đây là D này, là lặp lặp 4 lần này. Đi về phía trước, đi về phía trước. Bây giờ để chúng ta lát nữa chúng ta sẽ tổng quan hóa. Đi về phía trước là D bước, D bước nhé, D bước. Đấy. D có thể là bất kỳ. Sau đó là quay trái, quay trái 90 độ. Đấy, đây là cái lệnh lặp này. Đây là cái lệnh vẽ hình vuông đây nhé.
Để chúng ta phân tích một chút nhé. Bìa muốn vẽ hình vẽ tam giác đều thì như sau này. Vẽ tam giác đều thì đây đi về phía trước này, xong xoay một góc. Đấy, cái góc này này. Góc nó có góc trong này là 60 độ. Như vậy ở đây này, khi mà đi về phía trước nhé thì xoay góc trái. Xoay cái này chính là là 120 độ, đúng không nhỉ? Đấy. Và như vậy có đây như vậy xoay 120 độ. Vậy suy ra là vẽ tam giác đều là như sau, vẽ tam giác đều là như sau. Vẽ tam giác đều là lặp 3 lần. Lặp 3 lần. Là đi đi về phía trước, đi về phía trước hay đi về phía trước, đi về phía trước. Đi về phía trước là D bước. Và quay trái. Quay trái 120 độ. Đấy. Bìa sửa cái này nhé. Bìa sửa cái gì? Tôi sẽ lập trình cho con mèo đi vẽ hình tam giác đều nhé. Thì tôi sửa chỗ này thành gặp lại là 3 lần. Và quay trái đây là 120. Thì nó sẽ ra ngay là đi là vẽ hình tam giác đều. Đấy. Tao đều là vì cái đường kia nó nhỏ, tôi có thể tăng cái múc lên, tăng là 150 nó vẫn đẹp như thường, 150. Đấy. Yeah. Còn nếu để lại là 4 nhé, để là 4 thì về sửa cái chỗ này thành là 90. Đấy. Được chưa? Nhưng mà chúng ta thấy không nhá? Mà chúng ta thấy là như thế này nhé. Bây giờ chúng ta quan sát cho thấy như sau này. Như vậy là vẽ hình vuông. Vẽ hình vuông là sẽ lặp. Lặp là 4 lần. Và đi đi D bước. Mà quay trái. Quay trái là 90 độ. Đấy, đây là đối với hình vuông nhé. Còn đối với tam giác. Đối với tam giác. Tam giác đều đấy. Đều. Thì là lặp 3 lần. Lặp 3 lần. Đi D bước. Quay. Quay trái là 120 độ. Đấy. Mà thấy có gì nó có luật không? Ở đây có thấy là 4 này. 4 này nhân với 90 độ là phép quay đây này, nó sẽ bằng là 360 độ, đúng một vòng, đúng một vòng tròn luôn. Còn ở đây nhé, là 3 120 thì 3 nhân với 120 độ nó chính là 360 độ. Đấy. Vậy nó có quy luật đấy. Là vẽ hình vuông thì phải là 4 nhân 90. Vẽ tam giác đều là phải là 3 nhân 120. Đấy thì có thấy không nào? Như vậy cái số 90 này là cái gì? Số 90 này nó chính là bằng 360 độ và chia 4. Chia cho số này này. Còn 120 độ này chính là bằng là 360 độ chia cho 3. Như vậy các bạn thấy là chúng ta có thể tổng quát luôn, tổng quát nhé, là vẽ là đa giác đều n cạnh thì như sau là lặp n lần, đi d bước và quay trái. Chúng ta tổng quát thì vẫn quan thế như vậy. Vẽ đa giác đều thôi cũng là một bài toán rất là hay mà học sinh tiểu học là hơi hơi khó, cái khó hình dung. Và quay trái bao nhiêu, quay trái một góc là bằng bao nhiêu, bằng là 360 độ chia cho n. Đấy, giống tổng quát nhé, 360 độ chia cho n. Đấy. Với hình vuông là hình vuông chính là tứ giác đều đúng không, thì là 360 độ chia 4. Với tam giác đều thì 360 độ chia 3. Còn với n đã ra đều thì là 360 độ chia cho n. Bây giờ chúng ta thử làm lại bài này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đây. Bây giờ tôi vẽ hình ngũ giác đều, tôi viết số 5 vào đây. Thì ở chỗ quay này này, tôi sẽ ở đây tôi sẽ viết là 360 chia cho n chia cho 5. Đấy. Bây giờ tôi làm sao, tôi sẽ phải dùng phép chia vào đây nhé, và chọn phép chia, chia này. Đấy. Phép chia đây là lấy là 360 độ, 360 độ và chia cho 5, chia cho 5. Đấy. Chúng ta thay cái này vào đây. Đấy. Như vậy là gì? Là đây là repeat, đây là 5 lần. Đi phía trước là 150 hay là một khoảng bất kỳ, và lấy 360 độ chia cho số 5 này.
thì ra tôi ấn vào đây nhé, nó ra là cái ngũ giác đều, nó to một tí đúng không, tôi cho nhỏ lại một tí, tôi nhỏ lại chỗ này là 100 được đúng rồi. Đấy. Đấy. Bây giờ bấm tao chọn cái này là 6 nữa. Sẽ là 6 đây, đây sẽ là 6. Sẽ là cái lục, nó là lục giác đều. Thấy không nào? Như vậy là cái tổng quát như sau. Tổng quát là vẽ mình đa giác đều là như sau. Tại vị trí bất kỳ chúng ta sẽ làm cái bước là gì, là lập n lần và đi phía trước là d bước, d có thể là bất kỳ và quay trái là 360 độ chia cho n. Đấy. Đây chỉ là công thức tổng quát. Bây giờ tôi làm bạn tổng quát ở bài này nhé. Hay bài này tôi ghi vào, đã ghi vào bài này tôi ghi vào là bài số 9 đúng không? Bài số 9 là vẽ vẽ đa giác đều bất kỳ, đa giác đều. Rồi, bây giờ tôi tổng quát này. Tổng quát nhé. Bây giờ tổng quát đi sau tôi sẽ tạo ra hai cái biến. Biến thứ nhất là biến n, biến n. Tạo biến thứ hai là biến d, là cái biến mô tả cái cạnh của nó đấy. Đấy. Được chưa? Do ban đầu đây tôi bất kỳ tôi để thấp xuống thì cho dễ nhé, tôi để là y là y là thấp xuống là y là trừ đi 120 nhé. Đấy, đây cũng là trừ 120 đi. Ở đây là trừ 120 cho nó nhé. Rồi tôi làm như sau này. Ở đây tôi đặt d bằng d tôi đặt bằng bằng là 100 nhé, và tôi đưa nó vào đây, tôi đưa nó vào chỗ trên cái này. Đấy. Và tôi đặt n n tôi đặt bằng 4 nhé, 4 đây. Ở đây đó, và ở đây này repeat tôi đặt là đây là n, như vậy là tạo lặp n lần đúng không nào. Đấy. Tổng quát chưa, n lần nhé, đúng là ở đây này, lặp n lần ở đây này. Đấy. Thì đây là lọc n lần, bước phía trước là d bước, tôi kéo cái d này xuống cho nó chính xác luôn, kéo d bước. Còn ở đây quay trái là 360 chia cho n, tôi kéo n này xuống. Thì bây giờ chúng ta thực sự chúng ta vẽ được cái hình đa giác đều mà tổng quát là n bất kỳ và đi về phía trước là d nhé. Bây giờ tôi sẽ n tôi vẽ hình là hình là 7, làm nghĩ gọi là cái hình 7 7 giác đều nhé, và d cho nó nhỏ đi thì 70 chẳng hạn. Đây, đây. Đây chính là cái hình lục. Lục là 6 đúng không? Lục là 7 là thấp này. 8 là gì đấy? Vì tôi cho là 8 nhé, thì không chỉ sửa đây thôi, không sửa đâu nữa, tôi để 8. 8 như thế này. Đấy, tôi để 9 đây. Để 9, để 9, chúng ta vẽ vô tư 9 nhé, 9 này. Đấy, tôi để 10 này. Tôi có thể vẽ hình bất kỳ. Đấy, 10. Khi mà chúng ta vẽ hình nó càng to ấy, thì nó càng lớn thì cái d chúng ta phải giảm đi một chút. Bây giờ để tôi để hình tôi để đây là 20, hình nó sẽ tràn ra ngoài. Khi chúng ta vẽ những hình mà to ấy là nó bị tràn ra ngoài, là nó bị sai. Cho nên khi mà vẽ cái hình các bạn rất chú ý là làm sao vẽ trong không gian của sân khấu thôi, không 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 để hình nó tràn ra ngoài. Khi mà tốc độ nó tràn ra ngoài thì hình nó không chính xác nữa và nó sẽ sai. Nhưng mà phải điều khiển rất cẩn thận chỗ này. Vậy khi mà n tăng lên ý, thì cái d nó lại phải giảm đi. Tôi để là n bằng 20 thì d tôi giảm xuống là d tôi giảm xuống là 15 thôi, là kiểm tra có vẽ được không nhé. Cái hình là 20 đa giác đều. Được chưa? Rồi bài này là bài tôi ghi lại nhé, bài này tôi ghi lại là cái vẽ là vẽ đa giác đều tổng quát nhé. Đây là bài 10 là vẽ đa giác đều tổng quát. Đa giác đều tổng quát. Đây là lệnh rất quan trọng rồi đấy. Và cái lệnh này là cái lệnh mà chúng ta phải hiểu một chút về toán học, tức là phải dựa vào cái mô hình này này. Chúng ta vẽ hình hình vuông này, hình tam giác đều, đối với là hình vuông là n bằng 4. Tam giác đều là n bằng 3, và chúng ta tổng quát hóa cái công thức này cho trường hợp n bất kỳ. Đấy, bạn thấy không nào? Chúng ta luôn nhớ cái này là rất quan trọng nhé. Đấy. Thấy chưa nào? Và cái lệnh đó chúng ta có thể vẽ hình bất kỳ, hình tam giác đều rồi tứ giác đều rồi là ngũ giác đều, lục giác đều rồi thất bát
đủ các loại tùy ý chúng ta nhé. Thấy không nào? Đấy, như vậy bây giờ tôi làm thêm một chức năng nữa rất hay này. Bây giờ các bạn thấy ở đây tôi để đây là 20 nhé, có thấy hình này có thấy giống hình tròn không? Ủa, rất giống hình tròn luôn rồi. Bây giờ tôi để đây là 30 chẳng hạn, để đây 30 nào, kiểm tra này, ba đây là 15 nhé, kiểm tra này. Ôi như vậy à, chúng ta có những xét như sau này. Khi chúng ta vẽ một đa giác đều ở trên màn hình ý, với n là khá lớn ấy, n ví dụ như n bằng 30 40 trở lên ấy, thì hình đó nó rất là giống hình tròn. Đấy mà. Cho nên là ở trong Scratch nó không có lệnh vẽ hình tròn, thì như vậy chúng ta vậy suy ra là gì, vẽ một cái đa giác đều mà với n đủ lớn ấy, thì nó chính là hình tròn luôn. Chứ mà chúng ta có một kết luận rất quan trọng nhé, là muốn vẽ hình tròn thì như sau, là chúng ta vẽ một cái đa giác đều với n đủ lớn. Ví dụ như n bằng là 30 được rồi, 30 là 40 hay 50 gì đó là đủ. Nhưng mà n là vì cái góc quay là phải là 360 chia cho n, vậy suy ra n đây là phải nhỏ hơn hoặc bằng 360 chứ n mà lớn 360 thì ta rất là khó chia. Thì chúng ta sẽ vẽ được cái chúng ta thì cái hình đó nó rất là hình tròn, đây chính là hình tròn. Đấy. Vậy suy ra đây này, ở trong Scratch thì muốn vẽ hình tròn ấy thì phải vẽ bằng hình đa giác đều, chứ trong trong Scratch nó không có cái lệnh trực tiếp vẽ hình tròn. Đấy, nhé. Bây giờ chúng ta quay lại em nữa nhé. Bây giờ vẽ hình tròn thì chúng ta cho n thật lớn thoải mái đi, và cái góc này là ta đây n tôi để n bằng 50 đi, bằng 50 hay là 60 đi, 60 nhé. 60 thì cái này không thể để 15 được, phải nhỏ đi. Cái này để lại là thử để 10 cho được không nhé. 10. Vẫn được. Đây là với n bằng 60 thì nó vẽ được như này. Bây giờ tôi sẽ cho lùi ra ngoài một tí và tôi sẽ vẽ ra, tôi sẽ lùi ra ngoài để đây là được đứng lên em sao. Bây giờ tăng cái này lên là 120 nhé. Và cái này giảm đi còn 5. 5 thôi. Vẽ lâu. Đấy. Thấy không nào? Đấy. Bây giờ tăng lên cái này lên là 360 nhé. 360. Cực lớn đấy. Khi 360 thì cái chỗ này này, thân gốc này là chính là 360 chia 360 chính là 1 độ, chính là 1 độ. Thử xem nó có vẽ được không, hay là nó không vẽ nổi được, nó to quá tràn ra ngoài đấy, không vẽ nổi. Thế như vậy là không được, 120 thì vẫn được rồi, tôi để lên bằng 1 xem nào, 1 360 nhé. Nhưng mà đều 1 thì được đó, tức là khi mà tôi n 360 tức là tôi vẽ cái hình đa giác đều với là 360 cạnh đỉnh ý, và mỗi cạnh là còn là 1 thì nó chính là hình này, chính là hình tròn. Được chưa? Thì đây là cái em, đây là cái lệnh là chúng ta như đây là hình tròn tổng quát, như đây là 60 này, ở đây là 11 là vẽ hình tròn. Vẽ hình tròn. Đấy. Thấy không nào? Nhưng mà chú ý cái vị trí vẽ nhé. Đấy. Vị trí vẽ nó nằm ở đây này. Nằm ở dưới đây này. Tôi sẽ kiểm tra lại nhé. À, đây. Nó sẽ nằm ở đây. Đấy, nó nằm ở dưới đáy đấy. À, cái lệnh này là cái lệnh là cái lệnh này là cái lệnh mà khi mà góc của tôi 90 độ thì vị trí vẽ nó nằm ở cái đáy này. Đấy. Đấy. Khi vị trí vẽ nó nằm ở đây. Khi ta vẽ hình đang đang vẽ hình tròn vậy thôi. Vị trí nằm ở phía dưới này, nên nó vẽ như này. Đấy, vẽ như này. Đây là cái vị trí vẽ. Như vậy cái vị trí vẽ hình tròn là đây là tâm nhé. Ta hạ đường cao xuống thì đây là tâm O, thì cái điểm A này chính là cái điểm bắt đầu vẽ, cái điểm bắt đầu vẽ. Điểm bắt đầu vẽ. Vì sao như vậy là vì chúng ta đặt cái ban đầu đặt kia chúng ta đặt cái góc ban đầu là
quay sang là 90 độ. Còn không không phải đâu nhé. Chứ là chỗ rất khó. Cái vị trí vẽ của hình tròn nó phụ thuộc vào cái góc cái vị trí ban đầu này, cái góc cái hướng ban đầu này. Vì chúng ta đang vẽ là gì? Là hướng ban đầu nó nằm ngang, như thế như vậy. Chúng ta đang ở đây, chúng ta đang ở vị trí A này, hướng hướng nằm ngang thì nó sẽ vẽ nó như thế này. Đấy. Chọn. Còn nếu chúng ta đang ở đây mà hướng đi xuống thì nó khác, nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy. Cái vị trí ban đầu là làm là rất quan trọng luôn. Đó, ta chú ý. Được chưa? Thế bây giờ tôi việc áp dụng cái này, tôi sẽ vẽ một bài cho ta hình dung nhé. Đây tôi vẽ làm thử một cái bài như này. Đây, đồ bài như sau này. Đồ bài chúng ta sẽ như sau, cho xuất phát từ đây chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ vẽ như sau, bây giờ đồ bài như này, chúng ta sẽ vẽ hình vuông như này. Và tại đây chúng ta sẽ vẽ hình tròn. Nó nhỏ. Bốn góc như thế này. Đang liệu có vẽ được không? Đây, chúng ta. Đồ bài là như vậy. Đồ bài là chúng ta vẽ hình vuông. Độ dài, độ dài đây là 150 trên mặt phẳng. Và tại bốn đỉnh này, chúng ta sẽ phải vẽ cái hình tròn như thế này. Chúng ta liệu có vẽ được không? Đây là một cái bài như là một cái bài thi học sinh giỏi gì đó đấy. Cái làm đơn giản sau, chúng ta vẽ hình vuông này, chúng ta vẽ hình vuông, chúng ta vẽ hình vuông bình thường như này nhé, hình vuông như này này đấy. Nhưng mà đi tới đâu, tới đây thì chúng ta sẽ vẽ hình tròn này, vẽ xong chúng ta trả lại góc như cũ cho nó, mà đi đây chúng ta lại vẽ hình như thế này đấy, chúng ta đi đây chúng ta lại xoay, chúng ta lại vẽ hình như thế này, đi đến đây chúng ta lại xoay nhé, chúng lại xoay, chúng ta lại vẽ hình như thế này đấy. Đấy thì vấn đề là đi tới đây này. Vì trước khi mà quen đây thì chúng ta sẽ phải xoay góc này đó, chúng ta vẽ hình. Bây giờ làm thế, bây giờ làm thử nhé các bạn, bây giờ làm thử cái bài này nhé. Vậy bài này, đây là một bài khó, chúng ta phải phân tích từ cái chúng ta phân tích từ 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 cái bài này đó, xong chúng ta sẽ vẽ hình từ đó. Đây tôi làm cho các bạn xem nhé, bây giờ tôi làm cho các bạn xem. Đây bây giờ tôi sẽ chúng ta new một cái hình mới này nhé. Này chúng ta sẽ để mèo bắt đầu từ vị trí này nhé, vị trí này nhé. Đây. Bắt đầu này, bắt đầu thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ xóa hình này. Đây, chúng ta đặt chế độ là mà pen up này, chúng ta chưa vẽ vội nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cho mèo đến cái vị trí này, mèo go to đến cái vị trí này nhé. Đây, đẹp nhé. Đây, vẽ như này nhé, vẽ như này. Đấy. Đấy, chỗ này là đây. Đây. Có thể nó chưa là chặn lắm rồi. Tôi để đây là trừ một. Đây là trừ 100 và đây là trừ 60 nhé. Cho nó tròn số thôi, không quan trọng. Đây. Và ban đầu thì mèo sẽ nhìn sang bên phải. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi sẽ vẽ cái hình là vẽ hình vuông trước này nhé. Bắt đầu này, chúng ta vẽ hình vuông này, chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ cho mèo là, chúng ta cho cái này là pen down. Sau đó chúng ta cho cái lệnh là đi về phía, lặp lại là 4 lần và đi về phía trước. Đi về phía trước, ví dụ như là 150. Sau đó là rẽ trái, sau đó là quay trái 90 độ. Đây là cái lệnh mà chúng ta biết rồi, là vẽ hình vuông. Vẽ xong chúng ta cho nó nâng bút lên là pen up. Đây chính là cái lệnh này này. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ ẩn con mèo đi để cho nhìn cho nó dễ, quan sát dễ nhé. Ẩn con mèo đi từ đầu, hai lệnh hai này, ẩn đi. Rồi, bây giờ tôi bắt đầu vẽ. Đây. Thì sau khi mà mèo đi về tới đây này, đấy. Thì trước khi mà xoay trái, này, chỗ này nhé. Thì mèo sẽ xoay sang hướng này và
quay đi một vòng vẽ hình tròn. Đây này, khi mà mèo đi tới đây này, đấy, thì nó sẽ quay đang phía này nhé. Đây tôi đi đây. Ở đây mèo đang đang đi phía này, thì trước khi mà nó xoay trái thì nó sẽ xoay, đây này, nó sẽ xoay cái về cái hướng này. Đây nhé, xoay hướng này, cái góc này là tôi muốn là đây là chính là 45 độ. Như vậy là cái nó phải xoay gì, nó phải xoay là xoay phải. Nó sẽ phải là bao nhiêu? Nó sẽ phải là một góc là 135 độ. Đấy. Chỗ này chỉ 135 độ. 135 độ. Sau đó nó bắt đầu vẽ một cái hình tròn như thế này. Cái nhỏ. Đây nhá, mình sẽ làm này. Đây, các bạn được bài này có rất nhiều đấy. Khi tới đây này, chúng ta sẽ vẽ ra. Khi tới đây thì mèo làm như sau. Mèo sẽ làm động tác như sau. Chúng ta để ra bên ngoài cho dễ nhé. Đây này. Mèo sẽ xoay trái, xoay phải, xoay phải. Mèo sẽ xoay phải là 135 độ. Đấy. Mèo sẽ không đi phía này vội, mèo sẽ quay phải như thế này. Đấy, quay phải như này nhé. Và sau đó là xoay. Xoay là sau đây đi như lên hình tròn ấy, thì chúng ta sẽ làm lại cái lệnh giống như lần trước tôi làm là vẽ hình tròn. Mèo sẽ đi lặp một cái lặp độ khoảng lặp 60 bước chẳng hạn. Lặp 60 vòng. Sau đó đi về phía trước, ví dụ như là đi về phía trước là thế, làm sao tôi lại ba hai bốn năm thì năm năm bước, sau đó là xoay trái. Đây là đợt vẽ hình tròn đấy. Xoay trái là bao nhiêu? Xoay trái bằng góc là bao nhiêu? Bằng góc là 360 chia cho 60, thấy không nào? Đây là vẽ hình, đây là vẽ hình 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 đa giác đều 60 60 cạnh đấy. Nhưng mà 60 cạnh thì nó là tròn rồi. Xoay xoay trái là 360 chia 60 chính là 6, đây chính là 6. Đấy. Nhé. Xoay xong mèo sẽ phải khi xoay ra mèo sẽ phải quay ngược trở lại để đi về, khi mà đi hết một vòng nhá. Đây này, quay lại hình này để quan sát. Khi mèo mà đi hết một vòng tới đây, mèo hướng về phía này thì cuối cùng mèo sẽ phải, đây mèo sẽ phải làm là xoay phải 135 độ để trả lại nhé. Vẫn phải xoay phải đây là 45 độ mà, nhưng mà mèo sẽ phải xoay phải để trả lại, để bù lại cái kia. Mẹ mèo ở đây sẽ phải xoay phải là 135 độ để trả lại hướng cũ. Để trả lại cái hướng là cái này này. Để tôi đợi một chút, không cần. Nhầm nhầm. Trước khi sang cái này tôi nhầm là nhầm nhầm. Mèo sẽ xoay trái 135 độ, sau đó mới xoay trái ở bên này. Như vậy chỗ này là mèo làm mèo trả lại là như sau. Chỗ này không phải là xoay phải mà là xoay trái. Đây, xoay phải này thì bây giờ phải trả lại là 135 độ đấy, để trả lại cái ở cái chỗ này, cho nên là 365 135 là xoay phải, đây là phải xoay trái để trả lại nhé. Sau đó cái này ta phải đưa nó vào đây đấy. Đấy, thì cái lệnh này là cái chỗ này là chỗ mà vẽ hình tròn đấy. Đấy, chạy thử nhé xem đúng không nhé. Đấy, nó lọc mà. Đấy, chính xác đấy. Để tôi cho hình một tròn nó bé lên một tí, tôi để múc cái này là 3 bước thì nó sẽ nhỏ lên một chút. Mà này hơi khó một chút nhá, mà thấy như vậy là nó mang tính toán học rất là nhiều đấy nha. Hãy bây giờ chính xác rồi nhá. À, như vậy là đây là vẽ hình vuông với 4 bốn hình tròn ở bài này, tôi ghi lại nhé. Đây là cái bài thi sinh giỏi nào đó đấy, nó phải yêu cầu một chút tư duy về toán, vẽ hình vuông với bốn hình tròn ở các góc. Được rồi. Thế chúng ta nghỉ ở đây nhá. Phần vẽ này sẽ được học chúng ta còn 2 buổi nữa, sau thêm buổi nữa về cái này. Chúng ta nghỉ nhá.